Lại nói, Trung Nhạc rốt cuộc cũng luyện thành nhục thân tiên thiên, mà tiên thiên đạo quả cũng đã bị hắn luyện hóa hoàn toàn. Đại đạo tiên thiên Vũ Thanh rốt cuộc cũng đã biến thành tu vi của bản thân hắn. Đúng lúc này, đột nhiên tiếng sấm trận trận, rất nhiều tiểu long lôi trạch thị lộ ra thần sắc kinh ngạc, nhao nhao nhìn lại, chỉ thấy trong hư minh lôi đình hội tụ, không ngờ lại là xu thế hình thành nơi lôi kiếp, không khỏi khiến cho đám thần long lôi trạch thị chật chật lấy làm kỳ lạ. Bọn họ chính là hóa thân của lôi đình, bản thân chính là lôi đình, mà bây giờ hư không sinh lôi, quả thật chính là muốn dìu qua mắt thợ. Là thiên kiếp đã tới. Sắc mặt lão tộc trưởng lôi trạch thị ngưng trọng lẩm bẩm. Biểu đệ phục khi thí luyện thạch nhục thân tiên thiên, không ngờ lại kinh động tới thiên, khiến cho thiên ghen tị, dẫn phát thiên kiếp tới. Có gì đó không đúng rồi. Luyện thành nhục thân tiên thiên, theo lý mà nói cũng không tới mức dẫn phát thiên ghen tị như vậy. Nhục thân tiên thiên cũng không phải là tuyệt học độc nhất của Trung Nhạc. Trước đây vẫn có những luyện ký sĩ hoặc là thần ma khác luyện thành. Trong tinh vực tử vi cũng có những tồn tại bậc này, đều thuộc về các truyền thừa cổ xưa. Thậm chí cho dù là có người luyện thành nguyên thần tiên thiên, cũng sẽ không dẫn tới thiên ghen tị, dẫn phát thiên kiếp như vậy. Có thể dẫn phát thiên đố lôi kiếp, thường thường là những hành động vĩ đại mà tiền nhân trước giờ chưa từng có, khai sáng ra một con đường tu luyện mới, ngay cả thiên cũng chưa có, cho nên mới khiến cho thiên ghen tị. Nhưng nếu đã có tiền nhân từng làm qua, vậy xem như là thiên cũng đã có, sẽ không dẫn phát thiên ghen tị, đánh xuống thiên kiếp. Trung Nhạc tu thành nhục thân tiên thiên, cái này trước đây đã có người làm được rồi, theo lý mà nói sẽ không dẫn phát thiên đố lôi kiếp, mà bây giờ hết lần này tới lần khác lại xuất hiện thiên đố lôi kiếp, cái này lộ ra vô cùng cổ quái. Hư không sinh lôi, những lôi đình này không thuộc về lôi trạch thị trường quản. Bất quá lôi kiếp sinh ra trong đại lục lôi trạch, đối với đám thần long của lôi trạch thị này mà nói chính là một trò cười. Không cần xua tan lôi kiếp đâu. Lão tộc trưởng ngăn đám thần long lôi trạch thị dự định xuất thủ kia lại, lên tiếng nói: cứ để hắn vượt qua một kiếp này, nếu không cho hắn độ, tương lai sẽ dẫn sinh ra kiếp số càng lớn hơn. Đám thần long lôi trạch thị không chút cử động, quan sát thiên kiếp từ từ hình thành ở trên hư không. Sau một lúc lâu, tầng tầng thiên kiếp tuôn trào, lôi đình tầng tầng, đám thần long đều cảm thấy buồn cười, lên tiếng nói: lôi kiếp này không trầm trọng bằng lôi đình của cổ lôi trạch giới chúng ta. Mặc dù bọn họ trưởng quản lôi đình, thế nhưng cũng đều không ra tay, mà chỉ im lặng xem Trung Nhạc trải qua trận kiếp này, kết thúc thiên ghen tị. Sau này thiên sẽ không còn ghen tị nữa, đối với Trung Nhạc cũng là một chuyện tốt, sẽ không còn tai họa ngầm. Từng tầng thiên kiếp phát uy ầm ầm đánh về phía Trung Nhạc. Toàn thân Trung Nhạc tắm rửa trong lôi quang, không chút cử động. Hắn tiếp tục tu luyện, mượn uy năng của thiên đố lôi kiếp thấu luyện nguyên thần, khiến cho nguyên thần biến thành thuần dương. Hơn 10 ngày trôi qua, uy năng lôi kiếp dần dần tiêu tán, lại có lôi kiếp mới từ trong hư không đánh xuống. Lão tộc trưởng thoáng tính toán trọng số của thiên kiếp, khẽ nhíu mày thấp giọng nói: chỉ có 80 tầng, vì sao không có tầng thiên kiếp thứ 81 vậy? Không đúng rồi, có chút không đúng rồi. Tộc trưởng, chuyện gì không đúng vậy? Một tôn thần long lôi trạch thị nghi hoặc hỏi: thiên đố lôi kiếp căn bản không làm gì được biểu đệ phục khi thí, hắn ngay cả tầng trọng thiên thứ 81 của cổ lôi trạch giới đều đã đi qua, một trận thiên kiếp hèn mọn tự nhiên không đáng nhắc tới rồi. 81 tầng thiên kiếp qua đi, hắn sẽ không còn bị thiên ghen tị nữa, cũng sẽ không còn tai họa ngầm, mà bây giờ lại thiếu đi một tầng thiên kiếp cuối cùng. Lão tộc trưởng ngẩng đầu lên nhìn về phía hư không, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Có tồn tại nào đó nghĩ muốn trong tương lai hãm hại hắn, đã ngăn cản lại một tầng thiên kiếp cuối cùng, khiến cho thiên vẫn còn ghen tị. Mà lúc này trên tử vi đế tinh, thần sắc tiên thiên đế quân khẽ động, nhục thân tiến vào hư không giới. Hư không giới vốn chỉ có linh hồn mới có thể tiến vào, mà hắn lại là tiên thiên thần, nhục thân vừa là nguyên thần vừa là hồn phách, tự nhiên có thể tiến vào hư không giới. Sau khi tiến vào, tiên thiên đế quân chỉ thấy trong hư không giới có lôi đình sinh sôi. Hắn liền vươn tay chặn lại một tầng thiên kiếp thứ 81 cuối cùng kia, thu vào trong tay áo. Lôi trạch thế quả nhiên không an phận, vậy mà giúp tên phục khí kia. Bất quá ta còn cần hắn dẫn xuất ra càng nhiều đồng đảng phục khí thêm nữa, vẫn là để mặc cho bọn chúng.
Nhưng thiên đố lôi kiếp này, ta tạm thời lưu thu lại một tầng thiên kiếp vậy. Đợi tương lai sau khi dẫn xuất ra toàn bộ dư đảng phục khí, lại phóng xuất tầng thiên kiếp này ra, chắc chắn sẽ khiến cho hắn chết không có chỗ chôn. Tiên Thiên Đế Quân kể khẽ một tiếng, đang định rời khỏi hư không giới. Lúc này một tiếng đàn đột nhiên vang lên, sắc mặt đế quân kịch biến, vội vàng phất tay chống lại. Tiếng đàn đột nhiên trở nên cực kỳ mãnh liệt, chỉ nghe xoẹt một tiếng, ống tay áo của hắn vỡ nát, đạo thiên đố lôi kiếp kia nhanh chóng bay ra. Sau bên trong hư không giới, một đầu ngón tay trắng nõn chợt vươn tới, nhẹ nhàng đẩy một cái, đẩy đạo thiên đố lôi kiếp kia bay ra khỏi hư không giới, đánh thẳng về phía Trung Nhạc ở dưới hạ giới. Hạo Dịch phục khi sao? Cánh tay của Tiên Thiên Đế Quân chảy máu đầm đìa, ngẩng đầu nhìn về phía sâu bên trong hư không giới, chỉ thấy nơi đấy có một tôn đại thần, đầu người thân rắn, đang nằm nghiêng ngủ say, tựa hồ vừa mới trở mình một cái, đang lúc thu tay lại. Tiên Thiên Đế Quân cười lạnh một tiếng, xoay người rời khỏi hư không giới. Lão quỷ Địa Hoàng chết mà không tiêu tan, hôm nay ngươi đánh lén ta một chiêu, còn nhiều thời gian, đợi sau khi ta trở thành Tiên Thiên Thần Đế lại tới thanh toán với ngươi vậy. Trong đại lục lôi trạch, một đạo thiên đấu lôi kiếp cuối cùng bay xuống, đánh thẳng về phía Trung Nhạc. Lão tộc trưởng và rất nhiều thần long lôi trạch thị đều thở phào nhẹ nhõm một cái. Lão tộc trưởng vui vẻ nói: "Hiện tại xong rồi, đạo lôi kiếp này qua đi, hắn đã tu thành nhục thân tiên thiên, thiên ghen tí sẽ không lại xuất hiện thêm nữa, cũng sẽ không lưu lại tai họa ngầm nào nữa rồi." Đám người lão tộc trưởng vẫn còn có chút nghi hoặc, rốt cuộc là kẻ nào dự định cướp đi một đạo thiên đố lôi kiếp cuối cùng đây, lại vì sao cuối cùng lại trả lại đây? Còn nữa, Trung Nhạc chỉ là tu thành nhục thân tiên thiên, sao lại dẫn phát thiên đố lôi kiếp như vậy? Một đạo lôi kiếp cuối cùng kết thúc, biến mất không thấy đâu nữa. Lúc này trên người Trung Nhạc có thêm một loại khí tức khó có thể diễn tả, đó là khí tức thần minh. Từ phàm tới thần chính là một lần lột xác thật lớn, là hóa kén thành bướm, là kim thiền thoát xác. Bước ra một bước này đã không còn là phàm phu tục tử nữa, mà là thần minh. Cỗ khí tức này càng lúc càng nồng đậm, nhục thân Trung Nhạc to lớn quảng đại, lúc này vẫn còn cao tới hơn vạn trượng, vô cùng nguy nga. Mặc dù hắn đang ngồi, nhưng ở trong đại lục lôi trạch vẫn sừng sững, giống như một tòa hùng sơn cao không thể với. Kinh người nhất chính là quanh người của hắn có ước vạn đạo hào quang chiếu rọi toàn thân. Qua một lúc lâu sau, Trung Nhạc vẫn không chút cử động. Đột nhiên mi tâm Trung Nhạc chợt nứt ra, lộ ra thần nhãn thứ ba. Sau đó một gã Trung Nhạc khác từ trong quả thần nhãn kia chợt bay ra. Đám người lão tộc trưởng nhất thời ngẩn ngơ, nhìn chằm chằm gã Trung Nhạc vừa mới từ trong thần nhãn kia đi ra, có chút không hiểu. Hai Trung Nhạc, ngoại trừ gã Trung Nhạc ngồi ở đó không chút cử động ra, còn có một gã Trung Nhạc từ trong thần nhãn đi ra. Một kẻ cao lớn vạn trượng, nhục thân vĩ ngạn, một kẻ lại có kích thước bình thường cỡ thân người. Gã Trung Nhạc có thân thể vĩ ngạn, toàn thân lan tỏa khí tức thần ma vô cùng mạnh mẽ, toàn thân tràn ngập thần quang, giống như thần ma từ trong man hoang đi ra vậy. Mà gã Trung Nhạc còn lại thì toàn thân chỉ có một loại khí tiên thiên, phảng phất như một tôn tiên thiên thần ma thiếu niên vậy, nhưng khí tức cũng không nồng đậm như gã Trung Nhạc nhục thân quảng đại kia. Gã Trung Nhạc hình thái bình thường cất bước đi về phía đám người lão tộc trưởng, khẽ không người thi lễ một cái. Lão tộc trưởng vội vàng hoàn lễ, thần sắc nghi hoặc hỏi: "Biểu đệ phục khi thí, sao lại có tới hai người như vậy? Một người khác là..." Trung Nhạc quay đầu nhìn lại, mỉm cười nói: "Đó là phàm thai mà ta đã lột đi, thể xác đã lột bỏ." Lão tộc trưởng nghi hoặc không hiểu, lên tiếng nói: "Ta vẫn cảm giác được có nguyên thần ở trong đấy. Nếu là thể xác đã lột bỏ, sao trong đó vẫn còn có nguyên thần? Lẽ nào ngươi..." Hắn lộ ra thần sắc kinh ngạc, thất thanh nói: Ngươi... Trung Nhạc mỉm cười nói: "Ta cũng lột bỏ luôn cả nguyên thần phàm thai." Trong đầu lão tộc trưởng nhất thể ầm vang, ngay cả nguyên thần trước đây của chính mình cũng đều lột bỏ luôn sao? Hắn trước giờ chưa từng thấy qua loại phương pháp tu luyện lột bỏ nhục thân tiên thiên và nguyên thần tiên thiên này, càng chưa từng nghe nói qua. Nhục thân tiên thiên và nguyên thần tiên thiên thì hắn biết rõ, thật ra căn nguyên của hai loại pháp môn từ hậu thiên chuyển thành tiên thiên này đều là tới từ lôi trạch thị và phục khi thị, về sau mới lưu chuyển ra ngoài. Trong tinh vực tử vi, luyện khí sĩ và thần ma tu thành hai loại tiên thiên này cũng không phải không có, đều là những kẻ đã đánh cắp huyết mạch và pháp môn tu luyện từ chỗ của phục khi thị và lôi trạch thị. Bất quá
nhục thân tiên thiên và nguyên thần tiên thiên mà bọn họ tu luyện có sự khác biệt rất lớn so với nhục thân tiên thiên và nguyên thần tiên thiên của Trung Nhạc. Thậm chí có thể nói là có sự bất đồng về mặt căn bản, bởi vì bọn họ không thể lột bỏ chính mình của quá khứ, không thể lột bỏ nhục thân và nguyên thần của quá khứ được. Mà Trung Nhạc hết lần này tới lần khác lại đã làm được. Hắn làm sao làm được đây? Lột đi nhục thân quá khứ thì còn có thể lý giải, như thế nào lột đi nguyên thần của quá khứ đây? Lão tộc trưởng cực kỳ nghi hoặc, cảm thấy hành động của Trung Nhạc đã hoàn toàn lật đổ nhận thức của chính mình. Phải biết rõ, nguyên thần chính là linh hồn, kể cả linh và hồn. Trong đó, hồn phách chính là khó tu luyện nhất. Cho tới bây giờ, còn chưa có kẻ nào tu luyện được hồn phách tiên thiên. Trong tinh vực tử vi, cái gọi là nguyên thần tiên thiên chính là chỉ tiên thiên linh thức tỉnh, lại dùng khí tiên thiên củng cố hồn phách, khiến cho hồn phách kinh lịch lôi đình tể lễ, biến thành thuần dương. Sau đó, đánh khí tiên thiên vào trong hồn phách, lớn mạnh hồn phách, từ đó đạt tới hồn phách cảnh giới ngụy tiên thiên. Mà nhục thân tiên thiên từ trước tới giờ cũng chưa có kẻ nào có thể lột đi được nhục thân phàm thể quá khứ, nguyên thần tiên thiên càng là khó có thể lột xác được. Vậy mà Trung Nhạc lại có thể làm được. Lẽ nào đây chính là nguyên nhân khiến cho hắn gặp phải thiên ghen tị hay sao? Đám người lão tộc trưởng kinh hãi nhìn thấy sắc phàm của Trung Nhạc lột bỏ, vậy mà đứng dậy, nhục thân cũng từ từ thu nhỏ lại, biến thành bộ dạng như bình thường, cất bước đi tới, không người thi lễ với Trung Nhạc nói: "Sư huynh." Trung Nhạc lắc đầu nói: "Ngươi là ta quá khứ, ngươi là sư huynh." Gã Trung Nhạc kia mỉm cười nói: "Kẻ thành đạt làm đầu, ngươi là kẻ thành đạt, ta là chân chính, cho nên ngươi là sư huynh." "Cũng được, ngươi là ta quá khứ, sau này cứ gọi là Cổ Nhạc, thay ta hành tấu trong 3000 lục đạo giới." Trung Nhạc mỉm cười nói: "Ngươi cũng có thể giúp ta chia sẻ một chút áp lực." Cổ Nhạc gật đầu. Lão tộc trưởng và các vị trưởng lão Lô Trạch Thị hai mặt nhìn nhau, hai gã Trung Nhạc này quá kỳ quái, cả hai đều là hắn, bất quá một người là hắn của quá khứ, một người là hắn hiện tại. Gã Cổ Nhạc này cũng là một tôn thần minh, đồng dạng với những thần minh khác, có nhục thân và nguyên thần, trong thân thể vẫn còn có hồn phách, quả thật chính là một sinh mệnh thể hoàn chỉnh. So với thần minh bình thường, hắn lại càng cường đại hơn, tuyệt đối có thể nói là hiếm có, địch thủ trong cùng thế hệ. Mà Trung Nhạc cũng là có nhục thân, có nguyên thần, hồn phách hoàn chỉnh, chỉ là khí tức càng tiếp cận tiên thiên thần ma hơn, hiển nhiên là một gã thiếu niên tiên thiên thần ma. Mà hai người này cũng đều là Trung Nhạc, thật sự khiến cho bọn họ phải hồ đồ. Đám cường giả Lôi Trạch Thị biết rõ trên thế gian có vô tận thần thông và công pháp, cũng biết rất nhiều truyền thừa cực kỳ tinh diệu, có thể khiến cho luyện khí sĩ tu luyện ra hóa thân hoặc là phân thân. Hóa thân là thân ngoại chi thân, tương đương với tái tạo nhục thân, mà phân thân chính là dùng một bộ vị nào đó của nhục thân, ví dụ như ngón tay, sợi tóc, sau khi gỡ xuống luyện thành phân thân của chính mình, là phân ra từ bản thể, cho nên mới gọi là phân thân. Hóa thân cũng có thể phân hồn, tàn hồn nhập vào trong hóa thân, khiến cho hóa thân càng thêm linh hoạt, mà phân thân thì sẽ bị bản thể điều khiển. Mà Trung Nhạc và Cổ Nhạc hiển nhiên không phải là quan hệ phân thân hoặc là hóa thân, cả hai bọn họ đều là Trung Nhạc, đều là có hồn phách và nguyên thần của Trung Nhạc, đều là nhục thân chân chính của Trung Nhạc. Cái này quá kỳ quái. Trung Nhạc nói với Cổ Nhạc: "Người thầy ta hành tẩu trong 3000 lục đạo giới, ta nên cho ngươi các loại bảo vật gì đây?" "Càng nhiều càng tốt." Cổ Nhạc lên tiếng nói: "Ta muốn toàn bộ bảo vật trong bảo khố của Ba La Giới Đế, thuận tiện để cho ta kết giao hảo kiệt, xây dựng tiết lực." Trung Nhạc gật đầu, lấy ra toàn bộ bảo vật đạt được do cướp đoạt bảo khố của Ba La Giới Đế, hết thảy đều cấp cho hắn, lại lấy bảo liễn Ích Tà Thần Tê ra, cũng đồng dạng giao cho hắn nói: "Tinh vực tử vi không có lục đạo giới, ta giữ lại cũng là vô dụng. Nếu ngươi gặp nạn, cũng có thể dùng bảo liễn này để mà đào tấu." Cổ Nhạc không chút khách khí nhận lấy, leo lên bảo liễn, quát lớn một tiếng. Bốn con Ích Tà Thần Tê kéo bảo liễn xông vào địa ngục luân hồi, biến mất không thấy đâu nữa. Trung Nhạc quay sang lão tộc trưởng và đám trưởng lão của Lô Trạch Thị, mỉm cười nói: "Ta tự mình nói với chính mình, khiến cho các vị chê cười rồi." Lão tộc trưởng, đám người cường giả Lô Trạch Thị hai mặt nhìn nhau. Sau một lúc lâu, một vị trưởng lão Lô Trạch Thị mới lên tiếng hỏi: "Biểu đệ, ngươi và Cổ Nhạc, ai chủ, ai thứ đấy?" "Cả hai đều là ta,
theo lý là không phân chia chủ thứ, chỉ là hắn là ta quá khứ, còn ta là ta chân chính, cho nên do ta làm chủ. Trung Nhạc mỉm cười nói, lão tộc trưởng và đám trưởng lão Lôi Trạch thị vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ. Trung Nhạc mỉm cười nói, ta sẽ lưu lại pháp môn tu luyện nhục thân tiên thiên và nguyên thần tiên thiên của ta, kính xin các vị biểu huynh chỉ điểm cho. Lão tộc trưởng và các vị trưởng lão nhất thời đại hỉ, lập tức nhấp tới một tòa Lôi Đình nhai. Trung Nhạc đứng dưới chân nhai chần chừ trong chốc lát, sau đó mới lạc ấn những kiến giải của mình lên bên trên đó. Lão tộc trưởng và các vị trưởng lão Lôi Trạch thị tiến lên quan sát, thanh âm kinh ngạc tán thán vang lên không dứt. Trung Nhạc lạc ấn pháp môn tu luyện hồn phách tiên thiên của chính mình lên trên Lôi Đình nhai, trong đó còn có một chút cảm ngộ của quá trình hậu thổ nương nương chút bỏ thân quá khứ, thần hậu nương nương tu thành đạo thân. Pháp môn tu luyện lột đi thân quá khứ của hắn cũng là tham chiếu tham khảo kinh lịch của thần hậu nương nương, có ý mô phỏng ở trong đấy. Càng quan trọng hơn chính là cảm ngộ về phương diện này tích chứa trong đoàn tổ huyết mà thần hậu nương nương đã ban cho hắn kia, chỉ là những cảm ngộ này quá mức tối tăm khó hiểu. Trung Nhạc tại thời điểm luyện hóa tổ huyết Hoa Tư thị mới đạt được càng nhiều lĩnh ngộ, cuối cùng mới có thể tại thời điểm thành thần lột xuống thân quá khứ, khiến cho tu vi thực lực của chính mình trở nên càng thuần túy hơn. Hắn cũng không phải là đem tu vi của chính mình một phân thành hai, mà là từ trong ta quá khứ sáng tạo ra một ta chân chính, khiến cho chính mình càng thuần túy hơn, càng cường đại hơn, mà ta quá khứ vẫn như cũ còn tồn tại. Mọi người không ngừng quan sát lạc ấn chân Lôi Đình nhai, vẫn là tối tăm khó có thể hoàn toàn lĩnh ngộ được. Bất quá cho dù có thể lĩnh hội cũng khó có thể tu thành. Trung Nhạc một đường đi tới, những kinh lịch, những kỳ ngộ, những kiến giải của hắn đều là không thể phục chế. Cho dù có tìm hiểu ra chỗ tinh diệu của lạc ấn trên Lôi Đình nhai, nghĩ muốn tu luyện thành công cũng là vô cùng gian nan, xác suất thành công nhỏ tới đáng thương. Đột nhiên truyền tống trận trong đại lục Lôi Trạch chớp chớp động động quang mang, chỉ nghe một chàng cười ha hả vang lên. Lão tộc trưởng Y Kỳ lại tới làm phiền. Lão tộc trưởng Lôi Trạch thị vội vàng đứng lên đi ra đón chào, lên tiếng hỏi, Y Kỳ sao lại tới đây vậy? Khương Y Kỳ từ trong truyền tống trận bước ra, lên tiếng nói, ta bẩm báo lại Nông Hoàng chuyện tình của Phục Hy. Nông Hoàng lệnh cho ta tới đây, hắn muốn gặp mặt Phục Hy một lần, có chuyện quan trọng cần giao phó. Nông Hoàng còn khiển trách ta một phen, nói ta không nên mời Phục Hy làm người hộ đạo cho Hiên Viên. Hôm nay ta tới đây làm phiền tộc trưởng, chính là muốn hỏi thăm một chút nơi hạ lạc của Phục Hy. Lão tộc trưởng mỉm cười nói, người tới vừa vặn, hắn một lần nữa tới đây độ cổ Lôi Trạch giới, hiện giờ vẫn chưa rời đi. Khương Nghi Kỳ cùng hắn tiến về phía trước, kinh ngạc nói, sao, lễ thành niên lần thứ hai sao? Lần trước hắn đánh lên tới tầng thứ 48, tộc trưởng nói hắn có thiên tư đế quân, lần này hắn lại đánh lên tầng thứ mấy vậy? 81 trọng thiên, cũng đã được tiên thiên đạo quả. Khương Nghi Kỳ nhất thời bị dọa cho sợ hết hồn, thử dò xét hỏi, đánh lên tới 81 trọng thiên cổ Lôi Trạch giới sẽ là tư chất gì đây? Lão tộc trưởng ngẩng đầu nhìn trời rồi mỉm cười nói, vậy trời cao bao nhiêu? Khương Nghi Kỳ trầm mặc trong chốc lát, mở miệng than thở, ta quả thật không bằng Nông Hoàng. Nông Hoàng nói ta không nên nhờ hắn trở thành người hộ đạo cho Hiên Viên, mời hắn làm người hộ đạo cho Hiên Viên chính là làm nhục hắn ta. Ta vốn có chút không phục, bây giờ ta mới biết Nông Hoàng trí tệ quảng đại, ta xa xa không bằng được. Lão tộc trưởng hiếu kỳ hỏi, Nông Hoàng nói Trung Nhạc thế nào? Khương Nghi Kỳ nói, Nông Hoàng nói ngay cả hắn cũng không dám để cho Hiên Viên trở thành Phục Khí, chỉ dám để cho hắn làm người, mà Trung Nhạc lại có can đảm đã trở thành Phục Khí, phẩm cách cao tuyệt, ngay cả bản thân hắn cũng không bằng. Lão tộc trưởng giật mình, có chút cảm khái nói, Nông Hoàng bị giam lỏng trong tinh vực tử vi, một thân tài hoa không thể nào thi triển, nguyện vọng cả đời chỉ đành ủy khuất giấu ở trong lòng, sống nguồn cả một đời. Nếu thả hắn ra ngoài, không biết hắn sẽ có thể làm ra những sự nghiệp to lớn kinh thiên đến mức nào. Chứ là hắn muốn gặp Phục Khí, sợ rằng có chút không được, có hung hiểm rất lớn. Hắn nói lại chuyện tình Trung Nhạc bị Tử Quang Quân Vương bắt giữ, chấn áp ở trong Thiên Nguyên Luân Hồi Kính một phen. Khương Nghi Kỳ nghe xong, cặp mày nhíu chặt, không khỏi than thở. Nông Hoàng trước khi lâm chung muốn gặp mặt hắn một lần, giao phó lại nguyện vọng cả đời. Bất luận như thế nào, ta cũng muốn khuyên Phục Khí đi tinh vực tử vi một chuyến.
hai người tìm tới chỗ của Trung Nhạc, Khương Nghi Kỳ nói rõ ý đồ của mình tới, cuối cùng lên tiếng nói: Nông Hoàng mệnh không bao lâu, muốn trước khi lâm chung, muốn được gặp mặt Phục Hy một lần. Lão tộc trưởng há miệng, nghĩ muốn khuyên can, thế nhưng cuối cùng cũng không có lên tiếng. Ta đi. Tâm thần Trung Nhạc có chút kích động, lên tiếng nói: Không có Nông Hoàng, liền không có nhân tộc Thổ Tinh, ta sẽ theo người đi gặp Nông Hoàng. Khương Nghi Kỳ sớm đã chuẩn bị rất nhiều lý do để khuyên giải, còn định tiếp tục khuyên bảo, nghe hắn nói vậy, không khỏi ngẩn người, vội vàng nói: Thân phận của ngươi đã bị bại lộ, nếu đi tới Tử Vi, sợ rằng sẽ hung hiểm tầng tầng, Phục Hy, xin hãy nghĩ lại. Cặp mắt của lão tộc trưởng nhất thời trợn tròn, trong lòng thầm nghĩ: Gia hỏa Khương Nghi Kỳ này đúng là người hiền lành, rõ ràng là muốn khuyên hắn đi, đợi tới lúc hắn đã đáp ứng, trái lại khuyên hắn không nên đi. Trung Nhạc nói: Cho dù ngươi không tới mời, ta cũng muốn đi tinh vực Tử Vi một chuyến. Ngươi yên tâm, ta đã nắm chắc có thể che giấu tung tích của chính mình. Sau khi luyện ra ta quá khứ và ta chân chính, hắn sớm đã có dự định. Ta quá khứ, Cổ Nhạc lưu lại 3.000 lục đạo giới, dẫn dắt lực chú ý của đám đại lão 3.000 lục đạo giới và đám cường giả tinh vực Tử Vi. Mà hắn, cái tên ta chân chính này, sẽ đi tới Tử Vi tinh vực, gặp mặt một lần thiên hạ anh tài của Tử Vi, dương danh lập vạn, xây dựng công lao sự nghiệp, đánh vào nội bộ địch nhân. Sau khi hắn đạt được đoàn tổ huyết của thần hậu nương nương kia, trong lòng liền đã có ý niệm này. Nhất là sau khi bị Tử Quang Quân Vương bắt giữ, ý niệm này cũng càng lúc càng cường liệt hơn. Chỉ là trước đây hắn chưa luyện thành nhục thân tiên thiên, mà hiện tại đã luyện thành, mới có tách ra ta quá khứ và ta chân chính, giống như hậu thổ nương nương và thần hậu nương nương vậy, biến thành hai cái chính mình độc lập. Đây cũng là nguyên nhân hắn dám tiến vào tinh vực Tử Vi. Bất quá, muốn tiến vào Tử Vi còn cần phải thay đổi hình dáng một phen, không thể lại xưng là Trung Nhạc được. Trung Nhạc trầm ngâm trong chốc lát, nhớ tới Phong Xấu Trúc đã chết thay cho Phong Thường, lại nghĩ tới Phong Thường đã dùng tính mạng của chính mình để đổi lấy sự bình an cho nhân tộc, trong lòng khẽ động, mỉm cười nói: Sau khi tiến vào Tử Vi, ta sẽ thay tên đổi họ, cứ gọi là Dịch Phong đi. Việc này không nên chậm trễ, Y Kỳ trưởng giá, chúng ta nên nhanh chóng lên đường. Không dám, ở trước mặt Phục Hy, ta không dám xưng là trưởng giá, cứ gọi ta là Y Kỳ là được rồi. Khương Nghi Kỳ thoáng chần chừ trong chốc lát, nhìn về phía lão tộc trưởng. Lão tộc trưởng gật đầu một cái, lên tiếng nói: Nếu như biểu đệ đã nắm chắc như vậy, vậy hết thảy hãy cẩn thận. Bất quá ta không bao lâu nữa cũng sẽ chết đi. Sau khi ta chết đi, ngươi đừng quên lời cam kết của ngươi. Hắn cũng là lo lắng cho sự an nguy của Trung Nhạc tại tinh vực Tử Vi, mới nhắc nhở Trung Nhạc không nên quên lời hứa hẹn lúc trước kia, là muốn hắn có thể từ tinh vực Tử Vi trở về, trên danh nghĩa là trấn thủ tinh vực Lôi Trạch, tránh cho rơi vào trong tay người ngoài, thật ra cũng là hy vọng có thể bảo hộ an nguy của hắn. Trong lòng Trung Nhạc cũng biết rõ ràng, không người tạ ơn. Hai người lập tức bước vào truyền tống trận, truyền tống về phía Ba La Lục Đạo Giới. Lão tộc trưởng nhìn theo bóng lưng bọn họ rời đi, trong lòng buồn bã thở dài, gọi các vị trưởng lão lại, lên tiếng nói: Sau khi ta chết đi, ngoại tộc tất sẽ tới tiếm quyền, các ngươi sớm chuẩn bị sẵn sàng. Trận kiếp số kia tất nhiên là sẽ mãnh liệt tới cực điểm. Ngoại tộc tuyệt đối sẽ không để cho Lôi Trạch thị ta bảo lưu khối tinh thổ cuối cùng này. Các vị trưởng lão xưng vâng, mỗi người đều giờ đi chuẩn bị. Trung Nhạc và Khương Nghi Kỳ một đường tiến về phía trước. Nửa năm sau, hai người đã đi tới Ba La Lục Đạo Giới. Khương Nghi Kỳ mỉm cười nói: Phục Hy, Dịch Phong, con đường phía trước chúng ta sắp sửa phải đi sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Hơn nữa lại càng là dài dằng dặc, phải trải qua suốt 7 năm đằng đẵng mới có thể đi tới Tử Vi. Muốn đi tới Tử Vi cũng chỉ có con đường này là có thể đi được. Những thần ma lui tới gọi con đường này là Thông Thiên Tinh Đạo, phải trải qua rất nhiều trận đài truyền tống cổ lão, đi ngang qua di tích vũ trụ cổ lão mới có thể tiến vào Tử Vi. Sao? Thông Thiên Tinh Đạo, vũ trụ cổ lão sao? Trung Nhạc hiếu kỳ không thôi. Khương Nghi Kỳ mỉm cười nói tiếp: Vũ trụ hiện tại của chúng ta là tân vũ trụ, thời đại 3.000 lục đạo giới cũng không tính là quá xa xưa, cũng chỉ bất quá 22 vạn năm mà thôi. 3.000 lục đạo giới là do đại năng Thượng Cổ vào 22 vạn năm trước đã sáng tạo ra. Tại niên đại càng cổ lão hơn còn có vũ trụ cổ lão hơn, nơi đó vốn là khởi nguyên của tiên thiên thần. Ngay cả cổ Lôi Trạch
Cổ Hoa Tư cũng đều là khởi nguyên từ trong phiến vũ trụ cổ lão kia. Về sau, 3000 lục đạo giới xây dựng thành, Cổ Lôi Trạch và Cổ Hoa Tư mới rời khỏi nơi đó, di chuyển tới 3000 lục đạo giới. Mà trận đài truyền tống dọc theo con đường này, đại đa số là do đại năng thượng cổ xây dựng nên, là con đường đi thông tới Tử Vi. Bằng không, đế quân bình thường cũng không tới Tử Vi được. Trung Nhạc đối với chuyện này gần như hoàn toàn không biết gì cả. Nghe được lời giải thích của hắn, liền cảm thấy mở rộng tầm mắt. Hai người đang muốn tiến vào truyền tống trận, trong lòng Trung Nhạc đột nhiên khẽ động, khẽ cười nhạt. Lúc này, ta quá khứ cổ nhạc của hắn cũng đã đi tới Ba La Lục Đạo Giới, bị hắn cảm ứng được. Cổ nhạc đang chạy về ngũ hành giới của Ba La Lục Đạo Giới, đi tìm Phúc Thiên Vương, dự định mời vị Phúc Linh Thể này xuất sơn tương trợ chính mình. Có vị Phúc Linh Thể trời sinh Phúc Thiên Vương này hỗ trợ, ta tại hạ giới tất nhiên sẽ có thể gặp dữ hóa lành như cá gặp nước vậy. Trong lòng Trung Nhạc thầm nghĩ, danh tiếng của ta tại hạ giới càng lớn, ta tại Tử Vi lại càng an toàn hơn. Lúc này, cổ nhạc đã đi tới ngũ hành giới của Ba La Lục Đạo Giới, một đường chạy tới địa phương ôn thần Phúc Thiên Vương cư trú. Trong lòng thầm nghĩ, nếu ta ở Tử Vi muốn đạt được an toàn, vậy ta tại hạ giới phải náo loạn càng hung. Đáng tiếc không thể mang theo tân hỏa bên người. Bất quá, nếu tình cảnh của ta chân chính thật sự càng hung hiểm, có tân hỏa bên cạnh ít nhiều cũng an toàn hơn một chút. Cổ nhạc do hỏi được nơi ở của ôn thần Phúc Thiên Vương tại ngũ hành giới, cũng không vội vàng đi gặp Phúc Thiên Vương, mà trước tiên xông vào phủ đệ một tôn tiên thần ngũ hành giới, đại náo một trận, đánh cho tôn tiên thần kia mình đầy thương tích, lúc này mới nghênh ngang bỏ đi. Hóa ra Phúc Thiên Vương không ở nơi này. Trước khi đi, ngữ khí cổ nhạc đầy thất vọng nói, Phúc Thiên Vương đối với ta trung tâm như một, nhiều lần hỗ trợ ta, hắn gặp rủi ro về cách chức làm ôn thần, ta còn dự định đón hắn nhập bọn nữa kìa. Vị phúc tướng này của ta đã bị lưu đày tới nơi nào rồi? Hắn lại tùy tiện xông vào phủ đệ của hơn 10 gã thiên thần, đánh từng gã thiên thần trọng thương. Trong lúc nhất thời, trong ngũ hành giới, các loại tin tức tung bay đầy trời. Rất nhiều thiên thần lo lắng, vội vàng báo cáo lên trên, thượng bẩm lên thần hầu. Thần hầu lại lập tức đi thượng bẩm lên thần hoàng, rồi đến giới chủ. Tới lúc này, cổ nhạc mới thản nhiên đi tới ôn thần phủ, bái kiến Phúc Thiên Vương. Ôn thần phủ nằm ở địa phương khá hẻo lánh, bởi vì đây là phủ đệ của ôn thần. Các thần ma bình thường nào có ai dám đến cư ngụ ở phụ cận đây. Trước cửa ôn thần phủ hoàn toàn có thể răng lưới bắt chim. Chư thần ngũ hành giới đều biết Phúc Thiên Vương vốn là kẻ tâm phúc trước mặt Ba La Giới Đế. Thế nhưng vỗ bông ngựa lại đánh trúng đùi ngựa, khiến cho Ba La Giới Đế tức giận cách chức hắn, dám làm ôn thần. Càng thêm không có thần ma nào dám can đảm đến thân cận với hắn. Nhất là cái gã Trung Nhạc mà hắn vuốt mông ngựa này, về sau đã cướp sạch bảo khố của Ba La Giới Đế. Ba La Giới Đế cũng bởi vì vậy mà bị trọng thương, cho tới bây giờ thương thế vẫn còn chưa khỏi hẳn. Vì chuyện này, Phúc Thiên Vương lại càng thêm không có hy vọng Đông Sơn tái khởi. Cổ Nhạc đi tới ôn thần phủ, chỉ thấy trong phủ chỉ có mấy gã gia đinh, gia tướng, cũng đều là luyện khí sĩ, tư chất tầm thường. Ngay cả một tôn thần ma cũng đều không có. Phúc Thiên Vương vốn dĩ kẻ đi theo đông đảo, thần ma dưới trướng mấy chục vạn. Thế nhưng bây giờ hắn xa cơ thất thế, đám thần ma kia làm sao còn dám đi theo hắn đây? Đã sớm cây đổ bầy khỉ tan từ lâu rồi. Cổ Nhạc nghênh ngang tiến vào ôn thần phủ, mỉm cười nói lớn, Phúc Thiên Vương có bằng hữu cũ tới nhà bái phỏng. Phúc Thiên Vương nghe được thanh âm của Cổ Nhạc, trong lòng nhất thời giật mình, dẫn theo nữ nhi cùng phu nhân đi ra nhìn xem. Đến khi thấy kẻ tớ là Trung Nhạc, Phúc Thiên Vương đầy mặt tươi cười, tay bắt mặt mừng, vui vẻ cười nói, hóa ra là Nhạc Khẩu gia. Nhạc Khẩu gia như thế nào có thời gian tới chỗ này của ta vậy? Ai ra, người xem trí nhớ của ta này. Nhạc Khẩu gia chờ ta một chút, ta đi vào lấy mấy món đồ. Dứt lời liền xoay người đi vào trong nội phủ. Phúc Thiên Vương đầy mặt tươi cười từ trên tường phủ đệ gỡ xuống thần binh của chính mình, là hai cây đại chỉ quả dưa, sau đó mỉm cười tủm tỉm đi ra. Lúc này hắn mới đầy mặt sát khí, giơ cao song chùy, giận dữ hét lớn, các người không ai được cản ta, ta muốn đập chết cái tên khốn kiếp này. Nữ nhi của hắn Thi Thiếp Nhi và Phúc phu nhân vội vàng tránh né, vội vàng cười tủm tỉm đứng sang một bên. Phúc Thiên Vương nộ khí ngập trời, cặp chùy trong tay càng lúc càng to lớn, nổi giận đùng đùng quát lớn, trong lòng ta lửa giận ngập trời, các người không ai được cản ta. Thi Thiếp Nhi và Phúc phu nhân vẫn như cũ đứng ở một bên không chút cử động.
Phúc Thiên Vương liếc nhìn hai người một cái, thả cặp chùy trong tay xuống hỏi: "Sao các ngươi không ngăn cản ta nấy một chút vậy?" Phúc phu nhân mỉm cười nói: "Lão già có nói chúng ta không ai được cản ngay, chúng ta nào dám cản. Từ sau khi lão già bị cách chức đẩy tới nơi đây, ngày đêm đều vút ve song chùy, nói hễ gặp lại nhà cầu gia liền sẽ đập chết tên khốn kiếp hắn. Hiện tại nhà cầu gia đã tới rồi, lão già rút cuộc đã có thể được như nguyện rồi." Phúc Thiên Vương có chút lúng ta lúng túng nói: "Hắn là Phục Khí, có rất nhiều đồng đảng lợi hại, ngay cả Ba La Dư Đế cũng bị đồng đảng của hắn đánh cho trọng thương. Nếu ta đập chết hắn rồi, đồng đảng của hắn sẽ lấy cái mạng già của ta. Các ngươi mau cản ta lại một chút đi." Phúc phu nhân và Thi Thiếp Nhi nghe vậy liền vội vàng tiến lên, ngồi bệch xuống mặt đất, một người ôm chân trái, một người ôm chân phải Phúc Thiên Vương, khóc ròng nói: "Lão già bớt giận, lão già bớt giận." Phúc Thiên Vương nổi giận đùng đùng, giơ lên song chùy chỉ về phía Trung Nhạc rồi quát lớn: "Hôm nay nể tình vợ con ta van xin, trước không giết ngươi, ngươi mau cút đi, nhớ kỹ không được để cho ta nhìn thấy ngươi lần nữa, bằng không ta tất nhiên sẽ đập ngươi thành một bãi thịt nát kìa." Cổ Nhạc cười ha ha nói: "Phúc Thiên Vương, vừa rồi trước khi ta tới quý phủ đã tùy tiện xông vào phủ đệ của 14 tôn thiên thần, đánh 14 tôn thiên thần trọng thương, sau đó còn nói là đã đi nhầm nhà, thật ra là ta muốn tìm ngươi. Ta nói cho bọn họ biết ngươi là đồng đảng của ta. Hiện tại đám thiên thần này hẳn cũng đã thông chi tới chỗ giới chủ ngũ hành giới rồi. Ta nghĩ lúc này giới chủ ngũ hành giới đang điều binh khiển tướng chạy tới đây bắt giữ ngươi rồi." Sắc mặt của Phúc Thiên Vương kịch biến, giơ cao song chùy lao thẳng về phía Cổ Nhạc. Phúc phu nhân và Thi Thiếp Nhi vội vàng gắt gao ôm lấy hai chân của hắn. Hai chân Phúc Thiên Vương lôi theo vợ con tiến về phía trước, cả giận nói: "Các người mau buông ta ra, mau buông ta. Hôm nay lão phu không đập chết hắn sẽ không phải là Phúc Thiên Vương nữa rồi." "Lão gia bất giận, lão gia bất giận." "Lần này là ta nói thật kìa." Phúc Thiên Vương tức giận cơ hồ không kiềm nổi, nộ khí công tâm nói: "Cái tên khốn kiếp này chính là một cái tai tinh mà. Hắn đầu tiên là khiến cho ta bị cách chức xuống, giáng làm ôn thần, đã không còn chút vinh hoa phú quý nào nữa cả. Hiện tại lại khiến cho ta ngay cả chén cơm ôn thần này cũng đều ăn không nổi, chỉ có thể chạy trốn mà thôi. Ta nhất định phải đập chết hắn ta." Vậy là lão gia không nói đùa sao?" Phúc Thiên Vương cả giận nói: "Ta đương nhiên là không nói đùa, ta trước tiên đập chết hắn cho hả giận, sau đó mang theo hai mẹ con các ngươi xa chạy cao bay tìm một đường sống kìa." Phúc phu nhân liền vội vàng đứng lên, Thi Thiếp Nhi cũng vội vàng đứng lên, hai mẹ con khẽ mỉm cười nói: "Chúng ta đi thu thập chút tư trang, lão gia và nhà cầu gia chậm rãi trò chuyện." "Trò chuyện cái rắm á, ta muốn đập chết hắn ta." Phúc Thiên Vương lại giơ cao song chùy nện thẳng về phía Cổ Nhạc. Cổ Nhạc đột nhiên nói: "Tương lai nếu ta thành sự sẽ phong cho ngươi làm giới đế của Ba La lục đạo giới này." Cặp song chùy nhất thời dừng lại cách đầu hắn chừng một tấc. Phúc Thiên Vương tay vẫn cầm cặp chùy lên tiếng hỏi: "Một lời đã định chứ?" "Phải, một lời đã định." Cổ Nhạc nghiêm mặt nói: "Được." Phúc Thiên Vương thống thống khoái khoái nói: "Ta sẽ đi với ngươi." Cổ Nhạc tế khởi bảo liễn đích tà thần tê, Phúc Thiên Vương cùng hắn leo lên bảo liễn. Phúc phu nhân và Thi Thiếp Nhi thu thập tư trang nhanh chóng chạy tới cũng leo lên bảo liễn. Phúc Thiên Vương lúng ta lúng túng nói: Phu nhân, Thiếp Nhi, ta không có đập chết hắn ta." Phúc phu nhân và Thi Thiếp Nhi lướt nhìn nhau một cái, cười khanh khách nói: "Chúng ta đã sớm biết lão gia sẽ không hạ tử thủ, chúng ta thu thập tư trang cũng là vì cùng với lão gia lên đường mà thôi." Phúc Thiên Vương kinh ngạc hỏi: "Sao các người lại biết được vậy?" Phúc phu nhân và Thi Thiếp Nhi đồng thanh nói: "Hiện tại Ba La Dư Đế đã không tin ngươi, không dung được ngươi, cũng chẳng dùng ngươi, chắc chắn sẽ không để cho phúc linh thể ngươi rơi vào trong tay người khác rồi. Cho nên mặc kệ ngươi có giết nhà khổng gia hay không, hắn cũng sẽ mượn cơ hội này mà giết ngươi. Lão gia nhất định là sẽ tìm đường bỏ chạy. Nếu như lão gia giết chết nhà khẩu, chính là hai phe thần ma cùng nhau truy sát lão gia. Lão gia tự nhiên là sẽ không làm như vậy. Nhà khẩu gia tới mời lão gia nhập bọn, lão gia nhất định là sẽ ngoài miệng giả vờ chối từ, thế nhưng sau đó liền sẽ đáp ứng ngay." Cổ Nhạc không khỏi tán thưởng: "Phu nhân và tiểu thư thật sự là diệu nhân." Bảo liễn ích tà thần tê ầm một tiếng đánh vỡ không gian,
lái vào địa ngục luân hồi, nghênh ngang bỏ đi. Mà lúc này, giới chủ ngũ hành giới xuất lĩnh rất nhiều thần hoàng, ma hoàng, khí thế hung hăng giết tới, lại vồ hụt một cú. Giới chủ ngũ hành giới không dám sơ suất, vội vàng lệnh cho sứ giả đi tới thiên đình của Ba La lục đạo giới, thông chi cho Ba La giới đế. Thông thiên tinh đạo là từng cái trận đài truyền tống trận cổ lão xây dựng trong vũ trụ cổ lão. Cự ly giữa hai cái trận đài truyền tống cách nhau khoảng chừng mấy trăm cái tinh hệ ngân hà. Lúc này Trung Nhạc mới biết 3000 lục đạo giới mà chính mình nhìn thấy so với toàn bộ vũ trụ chân chính thật ra cũng không lớn bao nhiêu, mà chỉ là một góc nhỏ trong đó mà thôi. Toàn thể vũ trụ còn lớn hơn không biết gấp bao nhiêu lần so với 3000 lục đạo giới. Nhưng so với 3000 lục đạo giới, những không gian vũ trụ khác đều cực kỳ hoang lưu trống trải, hoàn toàn không náo nhiệt bằng 3000 lục đạo giới. Sinh linh sinh hoạt trong đó cũng ít hơn rất nhiều. Cái này thật ra cũng khó trách, đã có lục đạo luân hồi, phần lớn các sinh linh đều nguyện ý di chuyển tới trong các lục đạo giới, kỳ vọng thọ nguyên chính mình có thể lâu dài hơn một chút. Mà trong vũ trụ cổ lão cũng không có lục đạo luân hồi, thọ mệnh tự nhiên không bằng được các sinh linh trong 3000 lục đạo giới. Trung Nhạc và Khương Nghi Kỳ tiến vào một tòa đại trận truyền tống, chỉ thấy nơi này thay vì nói là trận đài, không bằng nói là một tòa thần thành thật lớn xây dựng trong vũ trụ cổ lão. Tòa thần thành này là dùng một quả tinh cầu chế tạo mà thành. Bất quá đại năng thượng cổ đã cắt đôi một quả tinh cầu, thần thành chính là xây dựng trên thiết diện tinh cầu. Từ xa nhìn lại vô cùng đồ sộ, các loại thần điện thần cung sừng sững ở trên mặt đất cao vút ở trong mây. Trên không trung tòa thành trì vô cùng nguy nga này thậm chí còn có một vầng đại nhật và một vầng minh nguyệt, nhật nguyệt vận chuyển xoay tròn quanh thần thành. Trong thành còn có phong vũ lôi điện, núi cao sông dài. Trên tường thành của thần thành có vết tích tuế nguyệt, đó là vết thương do từng chàng ác chiến lưu lại trên tòa thần thành này. Kỳ quái, nơi này là tinh đáo, sao lại có vết tích đại chiến lưu lại như vậy? Trung Nhạc nghi hoặc hỏi, Khương Nghi Kỳ lắc đầu nói, chỉ cần có sinh linh, liền sẽ có phân tranh, chiến tranh tự nhiên không thể thiếu. Thông thiên tinh đáo lại càng là địa phương binh gia giao tranh. Hai người tiến vào trong thần thành. Trong tòa thần thành này có trăm vạn thần ma trấn thủ, tường thành phòng ngự cực kỳ kiên cố, hiển nhiên cao tầng của tinh vực Tử Vi cực kỳ coi trọng tòa thần thành này. Nhiều thần ma trấn thủ nơi này như vậy, rốt cuộc là muốn đề phòng cái gì đây? Trong lòng Trung Nhạc có chút không hiểu, hiện tại thiên hạ đại nhất thống, thiên đế trị thế, bất luận là thần tộc hay ma tộc cũng đều phải thần phục dưới sự thống trị của thiên đế, bằng không sẽ liền bị trấn áp, bị tru diệt, thậm chí là ném vào ngục giới, nhốt vào trong chấn ngục, trọn đời không được siêu sinh, đời đời không thể xoay người. Một thời đại nhất thống như thế này, theo lý mà nói, không cần lưu lại trăm vạn thần ma trấn thủ một cái trận đài truyền tống của thông thiên tinh đạo mới đúng. Mà nơi này lại thủ vệ xâm nghiêm như vậy, điều này nói rõ, ngoài thế lực thiên đình khổng lồ thống trị Tử Vi đế tinh ra, hẳn là còn có những thế lực khác có thể uy hiếp tới thiên đình, bằng không căn bản không cần thiết phải lưu lại đại quân trăm vạn thần ma như vậy. Trong vũ trụ cổ lão có một vài thế lực không muốn quy thiên quán, không muốn quy địa hạt, còn có một vài tồn tại vô cùng cường đại, cho rằng thần ma của 3000 lục đạo giới nằm dưới sự thống trị của Tử Vi đế tinh là đã vi phạm bản lý của thần ma, không ngờ lại ở chung hòa thuận, chính là phản đồ của thần tộc và ma tộc. Khương Nghi Kỳ giải thích nói, những tồn tại thuộc phái thủ cựu này tuân thủ nghiêm ngặt các chuẩn thắc của cổ thần ma, căm thù thần ma của 3000 lục đạo giới vô cùng nguy hiểm. Nơi này có trăm vạn thần ma trấn thủ chính là vì đề phòng bọn họ mà thôi. Thiên đế trên Tử Vi sẽ không đi chinh phạt bọn họ sao? Trung Nhạc nghi hoặc hỏi lại. Trời cao, hoàng đế xa, vũ trụ của lão quá to lớn rồi, hơn nữa bên trong cũng là cường giả xuất hiện lớp lớp, thậm chí có nhiều chỗ còn có tiên thiên thần ma ẩn cư, cho dù là thiên đế cũng không thể tùy tiện lao sư động chúng được. Khương Nghi Kỳ và hắn leo lên một trận đài truyền tống, tiến về phía càng xa hơn, hắn lên tiếng nói, ngoại trừ những tồn tại thuộc phái thủ cựu này ra, còn có một vài tồn tại cực kỳ cường đại, bởi vì phạm vào thiên điều lưu vong tới vũ trụ cổ lão, những tồn tại này cũng đều vô cùng không tầm thường. Hắn thoáng chần chừ một chút rồi nói, ta nghe nói năm xưa cũng có một bộ phận di tộc phục khí đã lưu vong vào trong vũ trụ cổ lão, chỉ là không biết hiện tại bọn họ có còn hay không thôi.
Trung Nhạc khẽ lắc đầu. Đám Phục Hy thần tộc chạy thoát khỏi 3.000 lục đạo giới kia hẳn là đã sớm diệt tuyệt rồi. Phong ấn của tồn tại tà ác theo một đời rồi lại một đời Phục Hy sinh ra mà càng lúc càng trầm trọng, cuối cùng hoàn toàn phong ấn huyết mạch Phục Hy. Thế gian này căn bản không có khả năng lại có một mảnh tinh thổ dành cho Phục Hy được. Kỳ quái chính là sao Tư Mệnh lại có thể trở thành Phục Hy thần huyết đấy? Trung Nhạc đột nhiên nghĩ tới chuyện này, trong lòng cảm thấy nghi hoặc không hiểu. Thế gian không có khả năng lại có Phục Hy thần huyết, mà từ nhân tộc muốn biến thành Phục Hy lại cần phải cởi bỏ phong ấn huyết mạch. Mở ra phong ấn huyết mạch nguy hiểm tới thế nào? Trung Nhạc chính là tràn đầy thể hội. Như vậy Tư Mệnh là từ đâu mà tới đây? Lại trải qua hơn nửa năm, bọn họ bước lên tòa trận đài truyền tống thứ hai của Thông Thiên Tinh Đạo. Nơi này đã thâm nhập vũ trụ cổ lão, cách 3.000 lục đạo giới cực kỳ xa xôi. Tòa thần thành thứ hai này phiêu phủ cô độc trong vũ trụ cổ lão, thần ma trấn thủ nơi này lại càng cường đại hơn một bậc. Trung Nhạc có thể cảm giác được trong thần thành có tới mấy chục tôn thần hoàng, ma hoàng. Mà từng thành của tòa thần thành thứ hai này lại càng cao hơn, càng dày hơn, dấu vết chiến đấu trên từng thành cũng càng nhiều hơn. Có thể thấy được những tràng công thành chiến trước đây thảm liệt tới mức nào. Hiển nhiên, thần ma trong vũ trụ cổ lão càng mạnh hơn, phá hư tạo thành cũng càng lớn hơn. Bất quá, đại quân thần ma của Tử Vi Thiên Đình vẫn là có thể bảo hộ được thần thành. Lại qua thêm hơn nửa năm nữa, bọn họ đi tới tòa trận đài truyền tống thứ ba. Trung Nhạc nhìn thấy bên ngoài từng thành treo từng cái đầu lâu to lớn như núi, hẳn là vừa mới bị chặt xuống không bao lâu. Rất nhiều thần ma còn đang lúc tu bổ từng thành của thần thành. Có vài chỗ từng thành đã bị tổn hại, còn có một vài thần ma đang vận chuyển thi thể. Có thi thể lại trực tiếp bị chôn vào bên trong thành tường, dùng thần huyết tới củng cố từng thành. Trong đám thi thể có tồn tại cấp bậc thần hoàng. Trong lòng Trung Nhạc giật mình, cái này quá đáng sợ rồi, thậm chí ngay cả thần hoàng cũng bị chết trận. Chuyện bình thường, chuyện bình thường. Khương Nghi Kỳ lắc đầu nói, đối với các thần ma trấn thủ nơi đây chính là chuyện bình thường, chúng ta tiếp tục lên đường đi thôi. Trung Nhạc nhìn thật sâu về phía vũ trụ cổ lão, cùng với Khương Nghi Kỳ leo lên trận đài truyền tống trận, tiếp tục tiến lên. Từ trong trận đài truyền tống trận này, không ngờ còn có thần ma liên miên không ngừng tuôn ra, không biết là tới từ 3.000 lục đạo giới hay là tới từ tinh vực Tử Vi. Ồ, tự hồ có chút không đúng cho lắm rồi. Thần ma vãng lai trên con đường tinh đạo này so với trước đây đã nhiều thêm rất nhiều. Khương Nghi Kỳ có chút kinh ngạc, nghi hoặc lẩm bẩm nói, trước đây đi trên con đường này nhiều nhất cũng chỉ gặp phải mấy trăm ngàn thần ma mà thôi, mà bây giờ chỉ mới là tòa thần thành thứ ba đã có hơn 1 vạn thần ma rồi, lẽ nào đã xảy ra chuyện gì chăng? Đến tòa thần thành thứ tư, Trung Nhạc và Khương Nghi Kỳ vừa mới tiến vào nơi đây đã cảm thấy được một cỗ khí tức túc sát đánh tới. Sát khí ngập trời cuồn cuộn áp tới, khiến cho Trung Nhạc và Khương Nghi Kỳ nhịn không được mỗi người đại phóng pháp lực chống cự lại cỗ sát khí này. Toàn thể thần thành một mảnh sơ xác tiêu điều, yên tĩnh không nghe được bất kỳ thanh âm gì, chỉ có thể nhìn thấy từng tôn thần ma giống như từng cây đại thương đứng sừng sững trên từng thành, trong tay cầm chặt thần binh, ma thần binh của chính mình. Mà ở chỗ càng cao hơn, khuôn mặt từng tôn thần hoàng, ma hoàng dữ tợn biến ra chân thân, có kẻ ba đầu sáu tay, có kẻ thân người đầu thú, có kẻ đầu chim cặp cánh, ai nấy cũng đều đang làng sát khí, nhìn ra phía ngoài thành. Còn có một tôn tạo vật chủ nữa sao? Trung Nhạc khẽ giật mình, nhìn về phía trung tâm thần thành, chỉ thấy nơi đó kim quang vạn đạo hình thành một phiến thời không mỹ lệ độc lập. Trong phiến thời không kia là tôn đại thần đang ngồi, thân thể vô cùng vĩ ngạn. Khí tức của hắn tự thành một giới. Ở trong phiến thế giới đó, từng đóa kim liên, hoa nở hoa tàn, không ngừng sinh ra, không ngừng điêu linh. Kim liên tầng tầng, lan tỏa thần quang, đây là thủ đoạn của tạo vật. Trấn thủ tòa thần thành thứ tư này, không ngờ lại là một tôn tạo vật chủ. Ngay cả tạo vật chủ cũng là bộ dạng như Lâm Đại Địch như vậy, rốt cuộc là đối thủ gì khiến cho bọn họ nghiêm túc như vậy đấy? Trung Nhạc và Khương Nghi Kỳ nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy trong tinh không vũ trụ cổ lão có một mảnh kim vân đang phi hành, phảng phất như một đóa tinh vân sáng lạn vậy. Tốc độ mảnh kim vân kia cực nhanh, cũng không lâu lắm đã bay tới một quả tinh cầu, bao vây quả tinh cầu kia lại. Sau một lúc lại bay đi, chỉ thấy quả tinh cầu kia đã bị gặm thành trăm ngàn lỗ thủng. Sao? Đó là... Sắc mặt Trung Nhạc khẽ biến, đã nhìn thấu manh mối.
đó không phải là kim vân mà là một đàn côn trùng do vô số thần ma hoàng kim côn tộc cấu thành. Đàn côn trùng kim quang sáng lạn phi hành trong vũ trụ cổ lão, tốc độ cực nhanh, tự nhiên là côn thần cấp bậc thần ma, bằng không cũng không có khả năng có được tốc độ nhanh đến như vậy. Mà trong thời gian cực ngắn đã có thể ăn thủng một quả tinh cầu, nói rõ số lượng côn thần chính là rất nhiều. Mảnh kim vân do không biết bao nhiêu côn thần cấu thành nhanh chóng bay về phía này. Không trung tòa thần thành thứ tư đột nhiên trở nên ảm đạm. Mảnh kim vân kia bay tới trên tầng đại nhật, đang vận chuyển xoay quanh thần thành kia, thôn phệ sạch sẽ toàn thể vầng đại nhật. Hiển nhiên là đám côn thần nhiều đếm không xuể đã bay vào trong vầng đại nhật, thôn phệ năng lượng của nó. Sau một lát, mảnh kim vân do vô số côn thần cấu thành từ trong vầng đại nhật bay ra, mà vầng đại nhật kia thì đã tắt hẳn, biến thành một quả tiên cầu đen như mực. Khóe mắt Khương Nghi Kỳ kịch liệt nhảy lên, vội vàng kéo tay Trung Nhạc rồi thấp giọng nói: trong vũ trụ cổ lão, mặc dù cũng có côn tộc, nhưng nhiều côn tộc như vậy tụ tập ở cùng một chỗ, ta lại chưa từng nghe nói qua. Trong này khẳng định là có tồn tại nào đó đang âm thầm chủ trì. Ta sợ tòa thần thành thứ tư này sẽ không giữ được nữa đâu. Chúng ta tốt nhất đi nhanh một chút thôi. Trung Nhạc gật đầu, đám côn tộc này khẳng định không phải chỉ là đi ngang qua. Bọn chúng trước thôn phệ tinh cầu, thôn phệ Thái Dương, mục đích chính là để lớn mạnh thực lực của đám côn thần, sau đó mới dễ dàng đối phó với thần ma của tòa thần thành thứ tư. Bọn họ đang định bước vào trận đài truyền tống rời khỏi, Trung Nhạc đột nhiên nhìn thấy mảnh kim vân kia đã phong tỏa toàn bộ tòa thần thành thứ tư. Vô số côn thần bay lượn xung quanh một tôn cự nhân đang lạnh lùng nhìn về phía tòa thần thành thứ tư này. Nhân tộc! Trung Nhạc kinh hô thất thanh, Khương Nghi Kỳ cũng dừng hẳn lại, nhìn về phía gã cự nhân kia, chỉ thấy gã cự nhân kia một thân cơ nhục giống như nham thạch vậy, toàn thân nhô cao, vô cùng hùng tráng. Trên người của hắn chỉ mặc một cái khố da thú lớn, trong tay cầm theo một cây gậy xương lớn, lại có thể khống chế đám côn thần vô biên vô tận này. Hai chân của hắn đạp trên lưng hai con mẫu trùng thật lớn, đây là hai con mẫu trùng mẫu thần cấp thần hoàng, vì hắn dẫm dưới chân vô cùng ngoan ngoãn. Thật sự là một nhân tộc. Sắc mặt của Khương Nghi Kỳ cũng kịch biến, đột nhiên thất thanh nói: hắn là hậu duệ Phục Khi lưu vong trong vũ trụ cổ lão kia. Hậu duệ Phục Khi sao? Ánh mắt của Trung Nhạc phức tạp nhìn về phía gã nhân tộc kia, mà ánh mắt của gã cự nhân kia giống như điện mang vậy, những nơi ánh mắt đảo qua, không gian bị chấn động vang dội, hẳn là trong cơ thể đã thức tỉnh một bộ phận huyết mạch Lôi Trạch Thị. Đột nhiên ánh mắt gã cự nhân kia chợt rơi xuống ở trên người Trung Nhạc và Khương Nghi Kỳ, thoáng ngẩn người một chút. Trong tòa thần thành thứ tư bên dưới, trên trán từng tôn thần hoàng, ma hoàng không ngừng tuôn ra mồ hôi lạnh, trong lòng khẩn trương vạn phần. Mà tôn tạo vật chủ trấn thủ nơi này cũng là không chút cử động. Hô hấp của đám tướng sĩ thần ma kia càng lúc càng to, càng lúc càng trầm trọng. Vô số quân thần áp thành, nếu như bọn chúng đồng loạt công kích, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ tử thương vô số kể. Nhưng lúc này, gã cự nhân kia chợt bị vô số con quân thần bao phủ, chỉ thấy đám côn thần vây quanh gã cự nhân chân đạp hai con mẫu hoàng kia bay đi. Mảnh kim vân rất nhanh đã bay về phía sâu bên trong vũ trụ cổ lão. Hôm nay có nhân tộc ở đây, ta bỏ qua cho các ngươi một lần, ngày khác sẽ trở lại. Thanh âm gã cự nhân kia cuồn cuộn vang lên. Đám thần ma chấn thủ tòa thần thành thứ tư nhất thời thở phào nhẹ nhõm, giống như chút được gánh nặng vậy, suýt chút nữa đã ngã sụi lơ. Chỉ có tôn tạo vật chủ kia vẫn như cố biểu hiện như bình tĩnh. Bất quá, hắn hiển nhiên cũng đã buông lỏng hơn rất nhiều. Tồn tại kia là dã nhân Phù Lê trong vũ trụ cổ lão. Hắn đã tấn công thần thành thứ tư này của ta rất nhiều lần. Không nghĩ tới, hắn lại sẽ vì nhân tộc mà thoái lui. Tôn tạo vật chủ kia trầm giọng nói: trong tòa thần thành thứ tư này của ta có nhân tộc tới sao? Mau mời tới đây. Mà lúc này, Trung Nhạc và Khương Nghi Kỳ cũng đã sớm rời khỏi.